Everybody put your hands, hands up. Guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại tựa game Dying Light. Thì hôm nay mình và Vinh sẽ tiếp tục co-op cái tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem ha. Thì thật sự là trước khi quay thì cũng gửi một lời xin lỗi đến tất cả anh em luôn. Là do cái tập trước là do cái mic của mình đó thì nó hết pin mà mình không biết ha. Nên là âm thanh nó thâu vào thì rất là nhỏ hơn tiếng của Vinh, thì cũng mong anh em thông cảm bỏ qua ha. Rồi thì bây giờ thì cuộc hành trình của mình và Vinh sẽ chính thức bắt đầu. Thì hiện tại là cái con nhân vật của mình đó là do nó mạnh quá anh em à, nó mạnh số dách quá. Nên là bây giờ thì bắt buộc là mình phải quay trở lại cấp nhỏ này để mình vượt lên chính mình ha. Thiệt chứ. Rồi rồi nè. Mày cảm giác thế nào khi mà tao nhỏ cấp hơn mày? Thì bình thường thôi. Mày phải vui vẻ lên chứ. Do không có gì vui, tại vì thấy mấy thằng mà nó nó gà quá cho nên là nó không, ví dụ như người ta ví dụ như cấp 10 nhưng mà kêu mức độ đánh giá người ta nói là cái thằng này nó trình nó quá gà và không xứng đáng để ở được cái cấp độ 10 nên người ta phải bỏ lại, và người ta cho rằng nó chỉ cấp 3 thôi cho nên người ta bỏ lại cái cấp 3. Nó như vậy á. Chứ không phải cái gì. Cái này là tao thấy mày than rên về cái đẳng cấp tao quá, bắt đầu tao hụt cấp gì? Xuống tao đi cho bằng mày. tao nói chuyện rất là bình thường, tao nghe tao nói chuyện bình thường có gì đâu, tao nói chuyện cũng tỉnh rủi đâu phải là tao cảm thấy nó khó chịu hay gì đó, bình thường. Tao không giao lắm. Cái này thì nó tao cảm thấy điều đó nó cũng đúng chứ đâu có gì sai. Đúng gì, tao rồ vít vậy thôi, tao bảo vậy mày hết mình thôi chứ. Rồi nè, mày coi nè, cấp 3 tao thể hiện cũng trình còn vít xì đít còn mít xì mâm nữa nè. Tập rồi. Này đi lượm đồ thôi. Mày thấy đằng kia có gì không? Ủa cái gì á? Con. Tao giờ không có cái vũ khí để quánh mày, thấy tội tao chưa? Cắn mày cắn tấn ỉa hả mày? Cắn nửa ỉa hả? Trời ơi, làm gì để nó cắn quầy mày? Quên chỉnh lộn cái nút kia rồi. Nó chỉnh lại control qua chơi mới được. Thiệt. Từ từ. Mà cái đó tàu cũng bị cắn luôn nè. Tao bấm control hoài à, tao quen rồi. Rồi tao lên xe tao đứng đây. Mà đứng tao phơ thay giữa giang hồ. Đâu rồi, cái nút ấy đâu rồi ta? Có thể bấm lộn không chừng tao cắn thử cái mày. Tao kêu mày cắn thử cái coi. Thiệt, cho mấy zombie cắn không cắn còn lăn lộn kìa. Lăn lóc các kiểu. À. Rồi. Đây nãy giờ tao giết biết bao nhiêu con ở đây không? Mà trong khi trong tay tao chỉ có sử dụng nút E duy nhất, tao đạp, tao không có một cái vũ khí nào trong tay. Đó là cái kỹ thuật chiến đấu của dân rồ. Rồi bị cắn chết rồi. Sao kỳ á? Kẻ Unikay hả? Gì đây? Thiệt chứ mặc đồ á thì trời ơi thiệt, cứu nó xong tao bị cắn. Chưa cứu nó xong nữa. Giết hết đi. Còn 18 giây được mà. Mày, cho mình 18 mày giây vượt lên chính mình. Nghĩ tao có cái gì để tao giết ngoài tay không nhờ tao quánh mày. Cái đạp nó vô trong bẫy nãy giờ. Gì nữa, cắn nữa hả? Sao tao sử dụng cái nút này sao hoài không được ta? Tao kẹt xuống đi khay hay gì rồi? Tao nhớ tao tắt rồi mà. Yếu ngày chứ đừng có đội thừa. Bây giờ tao nói không xứng đáng với cái trình. Kẹt vô đi khay nãy. Ôi, giờ nè mày. Zombie chạy nhanh, zombie chạy nhanh. Hèn chi tao bấm hoài không ra. Bị dí luôn rồi. Bị nớm bị cắn hoài à. Thôi ngủ cho tao sáng mày ơi. Lên test thử. Ngủ đâu? Giường ngủ đâu? Đây nè, cái giường đây nè. Ngủ tới 12 giờ đêm. Đó, sáng. Ồ, rồi. Sáng sớm tinh mơ luôn rồi. Tao nhận dân game này dễ ngủ thiệt chứ, ngủ phát là tao sáng. Chứ sao, còn hơn cả Nobita nữa. Đi trong ARK ngủ mấy ngày cũng được, mà trong Farai nếu mày muốn chỉnh ngủ tới mấy giờ ngủ cái mà gần bảo thức được. Cắn hả? Cắn. Nó khác biệt đẳng cấp liền.
em thấy chưa, nó khác biệt liền. Này còn có vũ khí để quánh tao, không có cái gì để quánh luôn. Vô dụng, bố con điên. Cho mình reset chỗ này chết mình rồi. Không có chiêu đạp nát đầu. Như xương nè. Cắn ai cắn ai. Vô dụng. Ôi đây không có trap sao chơi con. Ta không có vũ khí mà. Tả dùng cái cửa. Khác biệt đẳng cấp đi. Mày. Cái con mụ già. Ừ. Né nè. À còn sẻn xà beng gì đây nè. Đây con cái xác này. Chưa có cái đồ sửa vũ khí nó chán thiệt. Lướt lên đây. Nè cắn đi. Cho cắn miễn phí luôn, khuyến mãi luôn á. Cắn. Y đông thế. Ủa mày làm gì đây mà cho mi đỏ hết rồi. Oh my god. Con mẹ già nè. Cái con mẹ già nè. Chết chưa? Quỷ già. Lết không? Ngồi vậy. Ôi sao tấn gốc tao trong đây luôn rồi. Mày chơi cái gì dưới đây vậy? Con điên này. Ở cái đầu nó làm như là nó liệm thiết đầu công rồi, đem cứng dữ rồi. Cái gì đây? Vũ khí mấy hùng rác quá trời, lụm đỡ mấy gậy ba vuông đập đi. Đừng bò. Đưa đầu lại coi. Ôi tính cắn nè à. Nhìn bắn mắt nó biết tính cắn rồi. Mò liền. Ồ nguyên bầy nó đạp vô bẫy chết hết. Ghê vậy thôi chứ. Dạ. Thì chứ cỡ màn này mà có quay màn hình tao là thấy cái sự rồ bíp. Tao đang rồ bít vậy. Quánh không cần vũ khí. Bóp gì hả? Bóp. Tao giờ là kỹ năng ít hơn mày nên phải cần. Chiêu đạp kia đế dương quá mà. Mày đang đâu rồi? Tao đang chiếm cái nhà nè. Xong rồi. Có đập gì rái hết thấy chưa? Cần đắp gì vậy? Cái gì đây? Cửa điện ơi. Bật điện lên. Còn đằng kia nữa. Đó, tao mới sửa được cây dao nè. Quánh nó không có còn kháng rồi, nó quánh là được mình nữa, chết rồi cây dao. Nó kêu thấy chưa? Gì? Còn đẹp hiếp mày được mà. Bởi vậy cây dao gì mình quánh nó mà nó cũng quánh được mình nữa. Kéo cửa lại mày. Gì hết zombie kéo cửa, đây là cái khu cái địa bàn làm ăn của mình. Nó có được cái nhà này thấy chưa? Tới 17 cái nhà lần update nhiều vô. Giờ phải đi chiếm thêm nhà đi. Đi. Thì tập này thì mình nghĩ là mình vẫn còn cùi nha anh em, nên là kỹ năng chiến đấu mình vẫn chưa tốt, vẫn chưa ok. Bây giờ có thể là chiếm thêm đồn điền gì đó. Ủa quên, đồn điền là bên phải rái. Hạn liền. Quay chạy đi. Ủa thằng này đâu đâu mà đi lên nè. Bởi vậy tao sẽ đứng ngay cầu thang này, tao tử thủ nào lên đây bữa đó. Mà cây dao này mà tử thủ. Ủa, được nhớ, gì? Tao nhớ tao tắt chung đi khay rồi mà kỳ á. Hồi nãy bị một lần nó tắt rồi, bây giờ bị nữa. Gì vậy? Nè. Tao sẽ chơi với mày. Tao để con gà này hiếp dữ rồi thằng kia. Ơi gì tao đạp lên đầu mày. Ôi hết rồi mày. Còn chín máu. Nhìn mày mới giống zombie vậy. Con mụ già mày. Mày dắt đầu cực khủng. Oh. Chạy đi. Giờ bị mấy mụ già đi dí. Kinh dị thiệt. Mày đâu rồi? Nè
liền, giạt ra liền. Mày gãy xương sống. Gì mà sao mấy zombie chạy nhanh để me tao không hả? Chắc ít máu. Gì tao nãy giờ đây nè. Nữa, dùng đi khay kẹt nữa, dùng hết vũ khí luôn rồi. Tao tắt rồi, tắt nó có hiện bên ngoài nữa. Mà ai mượn mày thiết lập phím vô nút control chi rồi cứ bấm shift control shift nó nhảy. Tắt luôn UDK ngoài luôn. Bảo lần tao bấm chữ E là xong à, đâu có chuyện gì đâu. Bấm cái hiện lên cái đó hoài ghét thiệt chứ. Kệ giỡ lợi nữa nè. Con mẹ già nè. Bà chết với tôi. Mày đứng đó mày la. La quá riết quen à. Riết bà già riết cái đất nè. Nè con này nè, vô đây, mày vô đây. Thằng ơi. Con quýt tôi bóp bóp luôn á. Đầu cứng như đá đó mà. Lên được kỹ năng chiến đấu rồi. Có điều là phải cần phải thêm nữa. Chứ vậy là không được. Gãy xương sống. Cúng cho trụ đó là lên cái tráp này quay. Mày mụ già phải không? Nghe tiếng là biết mụ rồi, chứ ai thấy mụ hả? Làm đi. Thôi, đạp mà nó né được luôn. Cúng le lử luôn vậy. Vậy mà cũng không còn ráng rướng. Còn nào nữa không? Ra đây luôn đi. Con quỷ này. Thấy nó chập 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 chập. Gõ trong đít này nè chập. Ủa chết rồi hả? Ngồi ỉa mặt nó luôn anh em thấy chưa? Có kỹ sắp năng... lên cấp kỹ năng chiến đấu rồi. Có kỹ năng chiến đấu là dứt liền. Đây là gì đây? À, hiệu ứng gãy xương gì nè, bấm E gì nè, đó. Rồi 10% tỷ lệ xuất hiện thôi cũng được. Chưa có kịp lục nhà gì hết, nó lợn rướng. Cái chiến vậy là hồi là không có đồ sửa vũ khí nữa. Vũ khí hư hết luôn nè. Chỉ phải lục đồ nhà mới lời chứ làm gì lỗ chết. Lỗ gì, cái tới xương đâu mà lo. Quan trọng là mày cứ hư vũ khí riết hồi lỗ. Tao đây tao còn lời chán nè. Tại vì mày đánh không tao lụm. Bởi vậy tao còn lời chán. Điên gì vậy, đánh tiếp đi chứ. Trời ơi, bây giờ phải đi lụm đồ vậy nè. Lục từng xó xỉnh. Ra lục banh thùng rác luôn. Rồi mở được cái tủ bên đây rồi. Ôi gì tủ gì trăm ba mấy đô. Làm cái nghe kinh quá. Gì tủ gì tủ dạng khó mà cứ hai mở lần hai bên. Thì chứ tủ này thì tủ thiết này tao đạp cái là xong rồi cũng bắt mình phải mở khóa nhảm thiệt. Cũng già chẹt cơ. Vỡ đầu như con. Vỡ não này. Hai con này giờ tấn tao đây nè. Bò lên. Mày. Ý. Hai con chân hỗ trợ lẫn nhau. Một con mụ già rồi cúng cơm. Rồi tao mở được cái tủ trong đây nữa. Mày vừa mở được tao vừa cúng cơm luôn. Không có cái gì để quýnh hết. Ở quýt mày là mụ già. Để cái vũ khí này. Giờ cho mấy vũ khí cơ bản này, giản đơn này xong mà chơi. Cấp 12, 13 tới nơi giờ vậy nè. Từ khi bắt đét cái tao phế thành phế nhân luôn. Ai biết lại đi trình gà như vậy cho chứ giờ chịu thôi. Đến giờ mình sao mày đeo mặt nạ mặc áo kỵ mày biết đồ này
Có khi nào đi đi heo lộn phe được không? Đó là kể là mình đã vô phe để mình âm thầm hoạt động cái nhà này lục rồi. Ở cái nhà này nhớ lục rồi mà. Mình Thôi vô đi phe đi đó mình đi âm đi chỗ thầm khác hoạt đi, động. tao thấy tao mày đi vỏn vẹn từ nãy giờ có chổng chút xíu luôn á. Chậm chút chỉnh chậm chút xíu mà trong giờ quá trời đồ trong đây nè. Mà đang phải tìm cách vô đi. Cái nhà tao đang đứng ở đây nè. Đường vô nè rồi. Ó quá trời đồ luôn. Chỗ này quỷ dinh chắc lục lục rách. Làm gì trong quá trời đồ. Coi coi. Nhà này nhiều đồ lắm mà không phải có cái đường vô nè, chỉ mới có trên đây khúc này thôi, còn phải coi trên đây có đường vô không, phải có cách nào vô được. Cái nhà này nhiều đồ lắm, mấy nhà khóa kỹ vậy là quá trời đồ. Chứ có nào lập được đâu. Leo được cửa sổ vô thấy Cách nào để vô được cái nhà này? thấy có đách họ gì đâu. Nhà tại ngay chỗ tao nè. Bấm quy lên đi thấy quá trời đồ luôn đó. Làm gì đâu dạt ra né luôn, ghê ghê gớm. Ẩn rồi ẩn rồi, thấy tao là ve ra liền, ve 8m50 bò lên đây nào nào, bò lên nữa bò nữa hả? Cũng mày thấy còn chạy cũng nhanh này mày dí tao vậy. cũng Mày đem một rớt xuống đống đây. nè, thật vũ khí trời thích thiệt chứ. Hai đánh một thì ở đây cũng 2-1 nè, mày thử 2-1 coi. Thôi rồi chết tao rồi. Mày chạy nhanh nó đông quá mà hai thằng. Năng chiến đấu ta lên cấp rồi nhưng mà vẫn chưa học được cái kỹ năng đạp đập phụ như mày. Đạp đâu mà đạp, rống nè nè, để tao dụ tụi này đi mới cứu mày được. Vậy là cấp mười mấy mới học được cái kỹ năng đạp đầu à? Đách biết nữa đó, tao học tao quên rồi. Tao cấp 8 kỹ năng chiến đấu rồi, ok rồi đó. Cú vậy cũng không được cầm máu nữa. Đó, cũng lỡ chắc e đạp đầu nữa. Quen rồi chứ sao. Quen bên kia rồi. Cái này sẽ bộ quá sức hơi khó đó tao. Ở đầu vũ khí hư nữa chứ. Chế đồ hẳn nặng xài luôn. Cái này hổng mày cho tao chứ tao có chế được, chứ có đồ đâu tao chế. Giờ giao điện tao gì nó mất hết rồi. Đồ này trâu dữ vậy. Ơi thở 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 oxy không ngủ thấy bán đầu cắm đầu vô liền mày, đứng vô đi mày, đạp vô gì. Tao giết tụi này nãy giờ tao tận dụng cái mấy cái trap chứ không chứ tao quánh nổi cái vũ khí, tao toàn vũ khí hư, dục Trời bà luôn cái dao cho rồi. nãy giờ chơi cận chiến luôn. Rồi đó, coi coi còn chỗ nào để chinh chiến săn đồ nữa không. Lập mấy cây này thì quỷ này nó đứng nhìn nhau coi coi ai đẹp trai, đứa đứa nào đẹp trai đứa nào đẹp gái vậy. Ồ mấy mụ kia tự nhiên không có ráp đây thì bỏ đi. Quên nữa mẹ, nhảy lên đầu mấy đứa này nữa chứ, chưa nâng nữa sao nhảy. Ơi thấy người ta còn có 25 máu nhảy là đây cắn nữa chứ chứ sao.
mày đập đầu vô đá mày chết luôn đi. Cái game này chiến đấu tụi zombie phải từ từ. Qua đây, qua đây, con qua đây. Nè mũ dao quá. Ừ, đúng rồi, không qua, đúng rồi. Te mòn. Phải vậy chứ, sao rồi? Cái gì vậy? Sao giải lật lật? Bao giờ là tao sử dụng điện để tao tấn công tụi nó? Điện chơi mình lấy quá giật lại mình nữa mới chơi ghê. Ê điện giật bà mẹ lục đồ cũng bị điện giật nữa. Tát cầu dao với mày rồi. À cái chỗ này chỗ giật bảy điện ơi, cái ơi, gì. Ơi 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 còn điện mày ơi. Tắt còn rồi. Hưởng của điện. Có tắt rồi mà mới kéo xuống mà. Rồi đó. Quay quay quỷ già tới bật bật cầu dao lên đâu rồi? Mày hả? Già từ ngoài già. Từ ngoài giật ra đây bay đầu luôn rồi, bay đầu vẫn còn giật. Nè bà nó giật mình. Đây 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 qua đây. Cúng cơm hết rồi. Còn ráng vang vô nữa chứ. Kéo đồ vào lên tắt. Nghĩa thì tắt lồ đồ mày. Giờ đã cùi rồi đó, tao thì nghèo không có vũ khí. Tao ở đây thì cù bắp cù mía. Rồi bóp liền. Rồi coi còn nào dụ vô nữa không? Còn đâu nữa còn. Mày tưởng đâu muốn dụ vô trổng là dễ lắm hả? Qua một ngày ra là cái đống. Khu nhà thì không có đồ gì hết ta. Lụm toàn mấy cái cây gì đâu không à trời. Tao thì cũng lụm ba đó không chứ gì. Còn thiếu cái kia nữa mới chế được cái gì á. Tao cũng biết là cái đó là cái gì nữa. Đinh đùng gì đó. Giờ đi đâu nữa ta? À giờ anh thiếu đồ không nè, chế không được nè. Ủa nhiêu tiền đây? Ủa 5.800. Ngon à. Giao 2.000. Trời ơi vũ khí bán vậy ai mua? Tao ơi đủ tiền mua được cái mỏ lết luôn. Cái gì vậy trời? Chê tao là thanh niên không có tiền. Bán cho tao đúng được cái mỏ lết luôn rồi. Có mỏ lết chế đồ luôn biết sao giờ. Mua 300 mấy cái mỏ lết trời ơi nghe cắt cổ mũi họng ghê luôn á. Thì bởi vậy mà cũng phải mua thôi chứ giờ hiện tại tao đâu có vũ khí nào mà có cái tỷ lệ sát thương cao đâu. Tao không xài, có gì để xài. Mày má đu chắc. Tội té vỡ đầu tội nghiệp không? Thấy cái ở đây có nhiệm vụ nè, vậy qua tập sau làm vụ đây đi. Ok vậy. Sực tao. Né dữ lắm đó mày, hứng dữ được xanh. Nó đó mày thấy nè, điên. Vũ khí này mới đập tới nè, cây này điên cây này mà, mới đập tới nè. Mày né đi. Là ok rồi đó. Quánh mấy này chưa tận dụng cầu thang cầm cái vũ khí dài này thôi mà giờ hư luôn rồi. Sửa được 3 lần mà. Cái vậy. Ta có được con dao găm nữa nè, mới lượm được dao găm. Sẽ lộn toàn thứ gì đâu không. Trong nhà có nhiệm vụ á, nhưng mà để tập sau làm. Ừ, tập này đi lục đồ thôi. Đây, tao lục được mớ đồ ở đây nữa. Bỏ tiếng ra để lục đồ, video tấm lận còn khoảng 30. Sao này không lục được. Kệ điện lực kìa. Vánh điện lực lấy cái chì của nó. Đầu tiên là phải xử hết cái lũ nhỏ con này nè, con quỷ này nè. Làm gì thì ghê vậy. Ở đây, ở đây. Con quỷ nè, tấn liền. Gì vậy trời, ô quá.
Gõ điện lực, ừ. Cú gõ ngang lắm. Ô, lượm được cái búa. Ngon, ngon, ngon. Đạp lại cho điện lực gõ. Cú gõ ngang lắm, đúng rồi. Gõ trên quỷ luôn, hay lắm. Trời ơi. Điện lực có bị cháy không? Sao đi kì vậy? Ta xài bảo hộ lao động mà bị cháy mày. Đạp điện lực đạp còn không té nữa. Đạp nó lùi không à? Cái gì đây mà nó lắc dữ vậy? Ủa tưởng đâu cái chông ở đó ta. Nào ngờ không phải cái chông. Rồi cái rồi, gì rồi chết nó luôn. Dội đạn đi. Bắp dạt ra. Bắp nữa. Chém quá mà gục ngã liền. Cho mày cái chì đó. Chết rồi. Đập chì đi, đập chì đi. Tao full rồi. Tao cũng full rồi mày ơi. Quỷ đó cháy không ạ? Tao gục. Quỷ đó bất chấp mọi địa hình luôn hả? Lý do tại sao mấy mẹ già trong RK mạnh là vậy? Tốc độ quá nhanh. Ôi rồi chết tao rồi. Người ta đang nhìn xuống dưới đâu có thằng địch đây. Dạt ra liền. Con mũ già này tao gốc. Chạy mà lấy hư lục đích nữa chứ. Rồi sao bu nữa chứ vậy? Rồi nguyên bầy đông vậy sao tao cứu mày? Bỏ luôn chứ biết sao giờ. Giờ tao quá yếu rồi. Sinh lý dần dần cạn kiệt. Mày với mẹ già này đông quá. Rút sinh lý quá mẹ ơi. Đông quá tao chơi không lại. Sốc lọ tao quá tao chịu không thấu. Thôi cởi tao chết. Xuống thổi kèn. Thổi quá. Ừ đè xuống thổi kèn. Múc cái nó thổi cái là thúi đó, thúi rửa luôn. Chứ sao nữa chịu gì thấu. Hàng mà thúi rửa xài nữa. Con ngu. Đạp cái chì của điện lực nó nặng quá. Dạ. Cái gì hỏi xong điện lực đập lệnh cũng rống nữa. Vô khi nó đu biết nó né mày. Nhích vô. Đây là gọi là hành hình ra tấn nè. Nhíu vô. Thiệt. Như mấy diễn viên luôn. Cho Thành y mấy diễn viên luôn. Vẫn còn la kinh thế. Thành mấy idol luôn. Nằm rên. Ao đập. Vậy mà nó không sao. Chết rồi nữa. Ghê chứ. Chị điện lực ghê quá mày ơi. Ủa mấy này lục hết đồ rồi. Không để là cái gì chúng ta. Ôi trời, thằng này. Mày quỷ. Giỡn mà. Giỡn liền. Đá bể xương môn luôn. Dạt ra liền. Đâu. Ủa tao tính là nhảy lên cầu để cứu nó. Cứu ai? Cứu tao hả? Cứu mày chứ. Không. Mày để sợ mày chết trên. Đây lượm đồ, có đồ gì không? Đồ quá là đồ vậy. Dạt liền. Ôi có cái bình máu đỏ liền. Ô. Gãy xương trứng cút. Đã yếu rồi mà lết sát lên đây. Không hết. Đâu rồi nó đâu, để tao cầm chì của điện lực lại tao giải quyết hết. Giờ kiếm cái nhà nào lớn nó lụm đồ. Ủa mày không quánh được nó hả? Không, tao không quánh đâu. Cái gì đây? Cái gì đền thờ cúng gì đây? Sao chỗ này nghe thiên liêng à?
Cúng mày, làm ăn phải cúng mày. Giờ kiếm chỗ nào đây, lượm đồ đây. Lên trên xe, cái cầu này quá trên xe đó. Xe hả, cái cầu nãy hả? Mày mở khóa nha không? Tao phải siêu trộm. Tao siêu lộm thôi chứ phải siêu trộm. Trời trời. Rồi chết tao luôn nè. Bôi hên. Cái chị chậm quá. Chưa cúng cơm. Chưa kịp quất. Dạt liền. Ghê chưa? Quýnh cái nào cái nấy ve hàng vậy. Mà chết. Lực mày của cái chị là vậy. Có đập bia. Chết rồi. Mà quánh nó cái mệt liền, phải chờ hồi đủ thể lực mới quánh nổi nữa. Rồi, tiếp. Con quỷ. Mấy kỹ năng chém đồ cũng dễ lên sau mấy kỹ năng này khó lên thiệt chứ. Mình chiến đấu nhiều lên, bây giờ chạy đi lượm đồ nhiều lên kỹ năng bay nhảy thôi, ăn bò cơ thôi. Không mê dạng kỹ năng bò cơ thôi. Kỹ năng kia cũng mê. Đồ đá văng qua hàng rào luôn. Ừ, chị điện lực mày, giỡn mày. Có vô trong cái chỗ mà có ký hiệu của một nhân nó liền dễ lên lắm. Mà chịu đâu. Cái chì này không có sửa được, hư dục luôn nè. Chậm lắm mày ơi. Tại gọi cũng quất kìa. Quất bay 8m50 vậy kêu chậm. Có nghĩa là mày quất mày dễ bị tụi nó quánh á. Dễ bị đồ chậm là chậm gì? Vậy. Mày đang quất cái tụi nó quánh đâu? Đâu đâu. Chứ ống cống lên hả mẹ già. Mẹ già chết luôn hả? Ừ. Mạnh vậy. Rồi ok rồi đó. Còn gì nữa không? Còn gì đây nữa? Tôi thấy nội mình nhỏ bé vậy, mình đập cái này còn vậy, có thấy điện lực cũng bự nhưng mà đập cũng còn rống thấy ớn không? Mình bởi vậy đập xong mệt đi quánh không nổi. Nữa. Ở chỗ này bữa nay nè, chỗ này sẽ là chỗ tử tôi nói, tại vì đây quá trời trát. Ừ. Ừ cũng còn bình ga nữa. Con giống mình gã té hay bự không? Đâu mấy mụ già đâu ra đây? Quýnh hết ra mụ già luôn. Định ôm chụp tao à? Bộ nó tưởng đâu muốn chụp tao là dễ lắm hả? Dính liền. Mày SP cho tao đi. Tao sẽ sử dụng kỳ của điện lực. Chết hết. Ôi hồng pha đó. Thì nó lại kìa. Quỷ nha, mà khẩu trang lại kìa. Tao đâu thấy đâu. Mày hả mày. Mày hả mày. Chết mày chưa. Còn một đứa nữa đó. Cái này đi tao bọt. Quỷ ho thật chứ vừa lại. Rồi bọt hết tao bay nè. Đó đúng, thấy ghê chưa. Chị kinh vậy. Chị kinh dị luôn á. Mà phải chờ đủ thể lực mới quánh nổi. Mới mạnh. Rồi ok, giết 30 con zombie trên trên 100 rồi. Đá vô. Chờ dậy em ứng. Hít vào. Hít sát vào, vô đi mũ. Đó, tao phải giữ cái cây chì điện lực này mốt để đâu vô trong cái chỗ kia để quánh thử coi. Nghiêng hả? Ừ. Để tập sao vô cái chỗ kia sử dụng chì của điện lực. Giờ có vũ khí rồi nè. Sửa coi. Con già này nó né ghê lắm mày. Né hả mụ già. Mụ già. Tấn mụ già dữ rồi, tấn gốc mụ già. Ơi ai đây? Cái con cùi bắp đó mà. Cái loại xuất sinh đó mà. Giống như trong đường bỏ hổ á, cái con xuất sinh. Nói nhỏ gì quên rồi. Nhỏ gì cười dễ thương á.
Thu Hương. Thu Hương. Ờ. Ờ con gì con súc sinh. Khi bữa mình cố đỡ. Hay ba. À, công nhận phiên châu tri tinh trì toàn là gái đẹp không ha. Chuẩn không à. Đây được gọi là liên hoàn cước. Nó chưa kịp bật cái cầu dao điện lên nữa chứ. Nè thấy chưa? Đây là gọi là sử dụng liên hoàn cước. Nó thẻo lưng nữa mày thấy chưa? Đó là đá liên tục. Chặt ra. Đạp bay, ghe lại. Chết hết chưa? Cái con quỷ cái. Tiếp tục giống như điện lực hả mày? Liên hoàn cước. Đá văng ra. Tao muốn lên thêm cái kỹ năng ba khâu. Đó mày nhảy nhiều mày lên còn nhanh hơn nữa. Mày đi chiến cái này. Đó, nào ngon vô đây. Đó rống không. Bu vô. Quánh game này cài cực thiệt, vũ khí hư hoài à. Bỏ hàng giờ đồng hồ ra để chiến đấu. Mở được liền. Phải vậy chứ. Rồi ok. Có mớ phi tiêu. Kết thúc video rồi. Rồi ok. Thì mình nghĩ là cái video này thì mình sẽ chính thức kết thúc tại đây ha. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh này nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Dying Light. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok yeah.